Mở đầu phần tin 6 người chết trong một vụ bắn giết ở Nga, tin từ Belgorod. Một người đàn ông đã bắn chết 6 người trong thành phố Belgorod trước khi lái xe bỏ chạy. 5 người đã chết ngay tại hiện trường, một phụ nữ đã chết sau khi đưa tới bệnh viện. Cảnh sát cho biết trong 6 người chết có một cô gái 14 tuổi. Nguyên nhân nào đưa tới vụ giết người này hiện vẫn được chưa rõ. Hình ảnh một khúc video đưa lên Internet cho thấy thi hài nằm trong bao đựng xác màu xanh được nằm trên một con đường chính của thành phố. Và giới chức địa phương đang bao vây một hội chợ xe để cố gắng tìm ra hung thủ, thưa quý vị.